Thưa quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng ngày cảnh báo sự gia tăng số ca nhiễm ở Mỹ cũng như châu Âu cho thấy bắt bắn cầu đang ở thời điểm than chốt trong đại dịch. vài tháng tới sẽ là thời điểm khó khăn và WHO hối thúc các nước nhanh chóng có hành động phòng ngừa để hạn chế số ca tử vong. Hiện thế giới ghi nhận số ca mắc COVID-19 gần 43 triệu ca, Mỹ và Ấn Độ vẫn là hai ổ dịch lớn nhất trên thế giới. Song, trong khi Mỹ đang chứng kiến số ca nhiễm mới tăng cao đột biến, Ấn Độ tuyên bố đã qua đỉnh dịch. Hiện Mỹ với hơn 8,8 triệu ca mắc, đứng thứ hai sau Mỹ là Ấn Độ gần 7,9 triệu ca. Còn Brazil đứng thứ ba trên thế giới và đứng đầu khu vực Nam Mỹ với gần 5,4 triệu ca nhiễm. Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh châu đã cảnh báo mức độ lây lan virus SARS-CoV-2 tại Anh và 23 nước thành viên của Liên minh châu Âu là rất đáng quan ngại. Nếu như trước đó một tháng, danh sách này chỉ có 7 nước, thì hiện con số đã là 24. Indonesia hiện là quốc gia ghi nhận số ca mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 cập nhật đến 6 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 42.912.996 người, số ca tử vong 1.154.279 người, số ca chữa khỏi 31.653.599 người. Tại Việt Nam, số người nhiễm 1.160 người, số ca tử vong 35 người, số ca chữa khỏi 1.051 người. Còn tại Tây Ninh, số người nhiễm 7 người, số ca chữa khỏi 7 người.